Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Cọp Beo Sa Bẫy do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Lời sĩ bần kính chúc văn bài, nếu đồng đạo là ai nhận được, phải cố gắng đừng lui một bước. Nếu theo thầy nước ngược cứ bơi, nghe bần năng cứ vẹn y lời, Xuân sắp đến chiều mơi rồi thấy. Xuân vừa đến cọp beo xa bẫy, dù vút nanh bẻ gãy được đâu, bị lưới trời chụp hết còn đâu. Bờ thú dữ đừng hòng thoát khỏi. Ta than vắn đêm dài trong buổi, sống cô đơn ắt chuối ngày tàn. Đem lời lành cho hết thế gian. Không có hiểu còn càn còn bướng. Tưởng bần sĩ đi ca hát mướn, nào ngờ đâu gỡ vướng tơ lòng. Mà chúng sanh cứ mãi viễn vông, không biết rõ là ông trở lại. Trích kinh Phật vương di lạc trang 10 đến 11, đức thầy bần sĩ vô danh thuyết. Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1999. Lời bình, cụm từ cọp beo xa bẫy, mỗi chữ là một nhiệm màu. Chữ cọp ám chỉ năm nhâm dần 2022, chiến tranh bùng nổ Đông Âu Ukraine, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết thảm thê, kinh tế tuột dốc, lạm phát tiền tệ gia tăng, đời sống khó khăn, xã hội điên đảo. Chữ beo ám chỉ năm nào, chiến tranh xảy ra ở đâu? Muốn biết chữ bèo ám chỉ năm nào và chiến tranh xảy ra ở đâu, người đạo hãy cẩn thận tìm nguyên do tận nguồn gốc kinh điển sẽ rõ. Bồ Tát Phật giáng trần trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, khẩn trương truyền đạo kêu gọi chúng sanh gấp rút tu hành. Bồ Tát Phật không có thì giờ dối rảnh làm thơ vịnh nguyệt mơ màng viển vông mây nước hay tả cảnh hoàng hôn tím yêu thương vu vơ. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Ngài đều khế hợp thiên cơ, ngày 24 tháng 7 năm 1941, Đức Huỳnh giáo chủ nhìn tượng con beo đá trưng bày tại nhà ông Võ Văn Giỏi. Thầy đã làm bài thơ vịnh con beo đá để gửi thông điệp thiên cơ. Beo ơi, beo hỡi là beo. Gần cọp sao mi lại giống mèo. Ngóng cổ chờ ai đem thịt tới. Hay chờ gạt chó cướp đàn treo, bạc liêu, ngày 1 tháng 6, năm nhuần tân tị, tức ngày 24 tháng 7 năm 1941 thiên cơ bất khả lộ. Bồ Tát muốn hé lộ thiên cơ phải dùng phương tiện nói mẹo bóng gió hư hư thực thực, ý tại ngôn ngoại. Dương Đông kích Tây, nói cái này ám chỉ cái kia. Những chữ như beo mèo, cướp đàn treo ám chỉ năm quý mão 2023 mèo. Chiến tranh bùng nổ khốc liệt cướp đàn treo vùng Trung Đông, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết thê thảm, dân chúng di tản, đói khát tràn lan ngoài chiến tranh thứ ba bùng nổ chắc chắn sẽ khởi từ vùng trung đông khi cuộc chiến ở trung đông tạm ngưng sẽ đến vùng á đông trích lời đức huỳnh giáo chủ cầu sấm ta than vắn đêm dài trong buổi sống cô đơn ắt chuối ngày tàn đem lời lành cho hết thế gian không có hiểu còn càn còn bướng tưởng bần sĩ đi ca hát mướn nào ngờ đâu gỡ vướng tơ lòng mà chúng sanh cứ mãi viễn vông không biết rõ là ông trở lại cụm từ ca hát mướn tưởng bần sĩ ca kinh kệ xin cơm chớ không ngờ ngài ca kinh kệ truyền đạo thúc giục bá gia tu mau kẻo chế chuyến đỏ long hoa hội cụm từ ông trở lại ám chỉ đức phật thầy trở lại mượn xác nhiều lần tùy cơ ứng biến tùy duyên hóa độ khi mượn xác già khi mượn xác trẻ khi mượn xác nam khi mượn xác nữ cậu ba thanh vân hỏi đôi lời kính cần dám thưa qua mở lượng từ bi chỉ rõ mà thân thế hàng nào trong Phật quả, hiệu danh đẳng cấp trốn tiên gia, 36 tướng tài tài lắm. Một vị quân sư giỏi giỏi đa, những bậc trên đây như có một, thương tôi dại dột tỏ bày ra. Bồ Tát Thanh Sĩ họa đáp, người gần Thanh Sĩ mấy năm qua, chẳng biết là ai, mới lạ mà. Muốn biết tinh tường nơi vị quả, nhìn vào hạnh nguyện hiểu nhân ra, bao nhiêu xét cũng chưa nhiều lắm, gọi nửa duyên trần ấy thậm đa ớ hỡi, người kia muôn vẫn một. Cần chi gạn hỏi mới tìm ra. Sấm giảng đạo khùng trang 174, thiền tịnh biểu sơn Sydney ấn tống năm 2002. Tùy cơ ứng biến, một hồn linh Bồ Tát di lạc mượn muôn xác phàm Chúng sanh không hiểu hành trạng của ngài, mãi suy nghĩ quanh co viễn vông. Mà chúng sanh cứ mãi viễn vông, không biết rõ là ông trở lại. Người khôn nghe nói càng giàu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười dèo, rồi sau sẽ thấy hùm beo, 2022 đến 2023, khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương, khuyên người đời tu niệm, Đức Huỳnh giáo chủ viết năm 1939, thời ngươn hạ non rời biển đổi, buổi tận đời người đổi vật thay, nhiều người không cánh mà bay, lành còn giữ mất là ngày này đây. Phong thần hội đông tây đại chiến, long hoa trường lựa tuyển nhân tử. Bây giờ ai cũng sưng sư Chừng nghi đâu thật đâu hư sẽ tưởng Con ơi dán vạch đường xa rộng Đưa hiền nhân khỏi cổng hùm beo Đường giải thoát Bồ Tát Thanh Sĩ Kỳ vân cư sĩ siêu tầm Sydney Ngày 16 tháng 11 năm 2023 Kỳ vân cư sĩ biên khảo Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử Quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.